Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Dài TV. Lời đầu tiên, Bà Dài xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video buổi tối chủ nhật ngày hôm nay, thì Bà Dài sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn với nhiều thông tin liên quan đến câu chuyện Rama sóng gió gia tộc. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Bà Dài cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn, nếu là lần đầu tiên đến với kênh Bà Dài, cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Bà Dài TV. Bà Dài xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của video này. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất thì bà Bánh Xèo đã chia sẻ một cái bài viết, và bà Lục cũng có chia sẻ luôn nha quý vị và các bạn. Có một người đã viết và lên kêu oan, họ lại là tiếp tục lên kêu oan. Bà Dài tin chắc rằng là rất nhiều người sẽ bức xúc khi mà đọc cái bài viết này. Đó là một cái bài viết của một cái người Việt Kiều, họ viết và bà Bánh Xèo và bà Lục đồng loạt chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Dạo gần đây, tôi thấy khá nhiều những cái ý kiến đọc qua rất là đau lòng. Đó là đổ lỗi cho người đa phước, sao ổng không làm gì chút để gia đình lâm vào cái cảnh tranh giành này. Do ổng bỏ bê cho nên mới hư như vậy. Cái tư tưởng đổ thừa, nó đã là hằn sâu ở trong máu của chúng ta rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, cho dù ít hay là nhiều, chúng ta cũng có đôi lần như vậy. Cái câu điển hình nhất là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, hở chút ra là tại là bị. Nhưng đâu phải là tất cả những cái đứa trẻ được cưng chiều đều hư, hay là những cái đứa trẻ sinh ra ở trong gia đình tệ nạn lại không ngoan. Mọi việc trên đều chỉ là tương đối. Nhiều người cứ đổ thừa do chính là cố nghệ sĩ, cho nên là có cô ta ngày hôm nay. Ôi, một con người đã 37 tuổi, chứ đâu phải là 17 đâu mà trách gia đình. Trong khi đây chỉ là con nuôi, con cái không tự lựa chọn nơi mình sinh ra, thì cha mẹ cũng vậy. Khi cha mẹ đón nhận một cái sinh linh đỏ hỏn, đâu ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Chỉ biết là cố gắng dung đắp, chăm lo cho con mà thôi. Tùy hoàn cảnh gia đình mỗi nhà mà có cách chăm sóc dạy dỗ khác nhau. Đã có rất nhiều gia đình gia giáo dạy con nghiêm khắc, nhưng đến tuổi thiếu niên thì con lại theo đám bạn hư. Cha mẹ sinh con, trời sanh tính, huống chi đây chỉ là con nuôi. Đừng nói câu lỗi lầm là anh Năm đã nhận đứa con nuôi này. Đừng đổ lỗi cho người cha tội lắm. Hôm trước tôi nghe được một cái kênh YouTube nói rằng là không thích cố nghệ sĩ ở cái chỗ là không lập di chúc. Cho nên để xảy ra cớ sự ngày hôm nay, tôi không ghét cũng không vui. Đó là suy nghĩ thường tình của bao người. Không vui là mình chỉ là cái người ngoài, làm sao biết được nội tình ở bên trong. Đặc biệt là tâm tư của chính người đó. Mình không phải là người ta, cho nên là đừng phản xét. Hôm qua nghe livestream của chị Sammy, tôi lại nghe được cái đoạn này. Có một cái tờ giấy, nội dung là nuôi tới 18 tuổi là hết trách nhiệm. Cộng với ghi âm, cố nghệ sĩ tâm sự đã từ con. Có lẽ là cố nghệ sĩ đã nghĩ rằng như vậy đã đủ, cho nên là không cần lập di chúc nữa. Gia đình cứ theo di nguyện bấy lâu nay mà thực hiện. Chỉ là không ngờ con gái lại tạo ra cái drama trớ trêu này. Những cái lời trách cứ sao nghe đáng lòng quá. Tôi thấy cái việc đổ lỗi cho nạn nhân là một cái tư tưởng rất là lệch lạc. Chính bản thân người bị nạn cũng đâu có muốn như vậy. Khi mà người ta đã rất tâm hại thì làm sao tránh được. Không ai biết trước được tương lai, cũng như không ai đo được lòng người. Có trách thì trách người sống, chứ đừng chút thêm gánh nặng lên nạn nhân nữa. Tội lắm người ơi. Kính thưa quý vị, đây là một cái viết phải nói là vô cùng sướt mướt, cũng như là vô cùng tội cho mẹ con của Gia, hả quý vị và các bạn. Họ đóng vai nạn nhân ở trong cái câu chuyện này. Giả sử một cái người nào đó mà không có tham gia vào trong cái drama này, không hiểu cái câu chuyện của drama này, khi mà đọc đó thì tưởng là mẹ con của Gia là những người vô tội, là nạn nhân ở trong cái câu chuyện này nghe quý vị và các bạn. Và cho rằng mớm là một cái người con nuôi vô ơn đã đuổi người thân của cha của mình ra khỏi nhà. Và nói họ liên tục lặp đi lặp lại cái từ con nuôi, cứ cho rằng là mớm là con nuôi. Và họ cho rằng là cố nghệ sĩ đó đã từ mớm lúc xưa rồi. Và nghĩ rằng là không lập di chúc, bởi vì đã nói di chúc miệng đối với Gia rồi, thì cứ thế mà làm thôi. Đây là những cái câu từ phải nói là rất là kệch cọp nghe quý vị và các bạn. Không biết sao là cái người viết lại viết ra một cái cách thấy là không còn đường để nói. Rõ ràng những cái con người bên đó là những cái người đi tranh giành nhà của mớm, nhưng mà lại đi đánh tráo khái niệm và trở thành nạn nhân thật sự ở trong cái drama này. Rất là buồn cười phải không quý vị và các bạn. Vậy mà bà Lục và bà Bánh Xèo thi nhau chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Mình cảm giác là họ không xấu hổ. Những cái bài viết như thế này mà họ lại là đăng lên trên trang cá nhân của mình,
để càng tô thêm cái sự trơ tráo của mình mà thôi. Bởi vì họ là những cái người đứng lên tranh giành tài sản của mớm và muốn tước đi thân phận của mớm. Nhưng mà trong cái bài viết này thì họ đang đóng vai một cái nạn nhân rất là tội nghiệp và vô tình bị mớm hãm hại. Rất là kinh khủng, phải không quý vị? Đây là trong những cái câu chuyện mà bên phía chia sẻ rất là nhiều vì một cái bài viết mà họ đóng vai nạn nhân ở trong đó. Nhưng mà bây giờ có viết gì đi chăng nữa, đến giờ phút này thì mớm vẫn đang là cái người được khán giả thương yêu. Chứ còn bà dài thấy mẹ con bên cám mà rất nhiều khán giả họ ghét. Bởi vì những cái hành động đi tranh giành cái căn nhà con của anh mình, đây là một cái hành động sai rồi. Và bà dài nghĩ rằng một điều là khán giả ở trong cái drama này thông minh, thông thái và hiểu chuyện. Cho nên là họ thừa biết ai mới là nạn nhân ở trong cái drama này. Chứ không thể nào mà viết như vậy rồi dẫn dắt dư luận được. Phải nói là chúng ta đang được chứng kiến một cái drama mà càng đến cuối thì thấy càng thấy bất ngờ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì anh Sang bất ngờ đưa lên trang cá nhân của mình một cái đoạn clip là có nghệ sĩ trả lời với khán giả về nghệ sĩ Vũ Luân có phải là con ruột của mình hay là không. Nhưng mà sao giống quá, trong cái clip ông nói là Vũ Luân chỉ là cái đứa con tinh thần, tôi chỉ có duy nhất một cái đứa con gái và Vũ Luân không phải là con ruột của tôi. Video này lại một lần nữa khiến cho khán giả phải nói là suy ngẫm. Anh Sang đã viết, có ai giải thích giùm tại sao là chú nói với khán giả là anh Vũ Luân là không phải là con ruột, mà chú nói là chú chỉ có duy nhất một cái đứa con gái duy nhất mà thôi. Sao chú không nói anh Vũ Luân không phải là con nuôi, mà tôi chỉ có một đứa con nuôi duy nhất thôi ta. Hôm nay lại được gặp chú, rồi tiếp tục thức sáng đêm, chắc là tôi là cái người là chú cho gặp nhiều nhất qua. Không hiểu tại vì sao, ba lần được gặp ở trong một năm, trong giấc ngủ, và một lần gặp được trực tiếp thông qua thân xác một người. Mong đừng ai làm tổn thương ai nữa. Mong ai cũng có công ăn việc làm, ổn định. Tha thứ bao dung rộng lượng sẽ đem lại cho ta thật nhiều sức khỏe, sống lâu. Hận thù, ganh ghét sẽ đem lại cho ta mệt mỏi. Sanh ra bệnh tật, mau đi mà thôi. 40 năm nữa, chúng ta cũng là về với cát bụi mà thôi. Mở mắt, nhắm mắt một cái thì đã 40 năm. Dưới bài viết của anh thì Hồng Ni cũng để lại một cái bình luận, đừng nên hỏi những cái đứa tham lam và ghét mớm sẽ không có câu trả lời, mà thay vào đó là những cái lời lẽ cay nghiệt, đánh tráo sự thật. Hình như mặt mâm, con đó không biết nhục rồi, để nó thích làm gì làm. Khi nó thấy phản ứng người khác, nó sẽ biết à. Khán giả thì nói là, và tuyên bố mớm là con ruột, phía cộng đồng mạng, người hâm mộ, chứ không thèm là công bố trước mặt là mẹ con của Cam. Và clip này còn có nhiều clip nữa, chú đều có nói là mớm là cái đứa con duy nhất của chú. Chú đi đâu cũng nói, luôn kể cả là báo sân khấu nữa. Chú luôn hãnh diện khi mà nhắc đến là bé mớm. Những khán giả mà chú là idol thì ai cũng biết mớm là con chú hết á. Chỉ phẫn nộ anh em, cháu của chú không nhận từ ngày chú mất. Đi ra rã khắp nơi thôi. Chứ còn sống thì có đứa nào dám đụng tới mớm. Khi mà chú mất thì khán giả khắp nơi mới biết đến mớm. Và nghệ sĩ, khán giả của chú đều chuyển qua thương mớm, bởi vì em ấy xứng đáng, khán giả đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng để là trả lại công bằng và sự bình yên cho mớm. Từ ngày 7 tháng 3 năm 2023, sau khi nghe là Gia nói trong họp báo, tôi đã comment, nhưng mà không nhớ là ở cái bài viết nào của ai là mớm là con ruột, vì chú đã từng nói với những cái người là đi chung đoàn là chú chỉ có một đứa con gái. Những ngày theo dõi câu chuyện tranh chấp tài sản nhà có nghệ sĩ xong suốt một năm qua, nhiều tình tiết phải nói là ly kỳ hấp dẫn còn hơn là phim Cô Dâu 8 tuổi. Trong phim Cô Dâu 8 tuổi thì quanh quẩn đi quẩn lại những cái nhân vật lúc ban đầu xuất hiện cho đến là vừa bộ phim. Và đến gần kết thì một nhà nhân vật không chịu nổi sức ép vì phải xuất hiện ở trên phim trường và xin ngừng đóng phim. Và đạo diễn đã viết kịch bản cho họ thoát khỏi vai bằng những cái cớ cũng như là bị chết hoặc là đi nước ngoài định cư. Và chỉ cần vài nhân vật thôi thì cũng đã đóng đến là phần kết phim. Nhưng mà bộ phim của nhà có nghệ sĩ thì ngược lại. Nhân vật xuất hiện thì ngày càng nhiều hơn, chứ không hề dừng lại. Và cái câu chuyện ly kỳ từ lúc đầu binh vực rồi sau đó quay xe rồi tố ngược lại. Cũng như Phương Anh bánh tét lúc đầu nói mớm không ra gì. Sau thì quay ngược trở lại, binh vực mớm Ni. Và mới đây thì cô cũng có một cái bài viết xin lỗi Ni trong mắt tôi. Ở giây phút này, Ni là một cái người khéo léo về cái cách cư xử và không phải là người xấu. Theo cách cảm nhận của tôi ở cái thời điểm này, thật sự tôi rất biết ơn ai đó đã cho tôi thấy được họ xấu xa rồi. Nhờ vậy mà tôi được biết đến Ni ở cái thời điểm này. Như là Ni là một cái người rất tốt,
đặt bảo vệ móm và ni rất tốt với Phương Anh tôi, họ rất tử tế với tôi. Họ là ai? Là những cái người gì lẽ phải, là những cái con người mà trước đây tôi xem họ như là kẻ thù. Trong khi đó, họ không hề biết tôi, quen tôi. Và sẵn tiện ở cái bài viết này, Phương Anh xin gửi lời xin lỗi đến Ni, gia đình của Ni, ba mẹ của Ni. Lời trước đây mà Phương Anh hồ đồ, không biết nhận thức còn kém, chửi người thân gia đình ba mẹ của Ni. Phương Anh mong là Ni gửi đến ba mẹ Ni cho Phương Anh một cái lời xin lỗi chân thành. Nếu là duyên có dịp về Việt Nam, Phương Anh sẽ là trực tiếp xin lỗi ba mẹ của Ni. Phương Anh không nêu lý do gì cả, sai là sai, đúng là đúng. Và cũng xin lỗi bà Ni và kể cả em mớm. Cảm ơn tất cả mọi người cho Phương Anh một cái cơ hội để sửa sai, sửa chữa bản thân, để biết đâu là tốt, là xấu, để sống tốt hơn nữa ở phía trước. Cảm ơn những cái thành ý tốt đẹp của Ni. Phương Anh xin ghi nhận tấm lòng của Ni. Ni là cái người tốt, theo cách nhìn nhận riêng của Phương Anh, còn ai nghĩ về Phương Anh thì không quan tâm. Một cái người đúng nghĩa, biết cách chơi, cách sống, biết làm cho người ta nể phục mình. Phục á, Mốm thật là may mắn khi mà con Ni giúp em ấy. Và quay ngược lại với câu chuyện của Mốm, Ni và Sang cứ mập mờ về những cái giấc mơ và khẳng định thân thế của Mốm có liên quan tới cố nghệ sĩ. Cái điều này nếu mà mọi chuyện về tranh chấp xong đó thì họ sẽ có một cái buổi nói chuyện với bên ngoại và bên mẹ ruột của Mốm, lúc đó mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Cho đến ngày hôm nay, drama của nhà cố nghệ sĩ cũng bớt đi cái phần ly kỳ, giờ chỉ còn là kịch tính giữa ba phía đối chọi với nhau mà thôi. Là phía Mốm, phía bên mẹ con của Cáp và phía Bộ Tứ. Nhưng mà có lẽ bộ phim này vẫn còn tiếp diễn dài dài, bởi vì vẫn còn phần 2, phần 3. Nếu như phần 1 là cuối phiên tòa, ai được căn nhà ở số 5, ai phải ở nhà trọ. Còn phần 2 đó, cuộc sống từng ngày của các nhân vật. Phần 3, đó là cái kết các nhân vật. Có thể là họ thuận lại với nhau được hay là không, hay là mãi mãi là kẻ thù của nhau. Và cái câu chuyện phía trước vẫn là chưa ai khẳng định được cái điều gì. Hiện tại thì Ni vẫn án binh bất động. Mấy ngày qua thì cô không hề live stream hoặc thông báo gì cả. Khi mà Phương Anh hé lộ đôi chút, Ni không muốn gây ồn ào trên không gian mạng cho đến ngày ra tòa. Nghe đến đây thì quý vị và các bạn cũng đã yên tâm phần nào rồi đúng không quý vị? Có lẽ là phiên tòa giữa hai bên cũng sẽ là tổ chức trong nay mai thôi. Và có lẽ là phía bên Yeah cũng đã bắt đầu là triển khai kế hoạch tấn công Mốm, hạ bệ Mốm trước khi phiên tòa được diễn ra. Như cái việc là du khống Mốm, như mới đây thì việc Mốm sẽ là xuất hiện ở trong một cái chương trình ở tại tỉnh xã Lộc Uyển, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu là hình ảnh nghệ sĩ cô ba xuất hiện trong chương trình. Sau đó đã vào trang của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết nói rằng và cô Bạch Tuyết rằm 14 tháng 4 âm lịch, sắp tới có đêm văn nghệ ở tỉnh xã Lộc Uyển. Cộng đồng mạng kính xin cô là không cho là Mốm là con nuôi của cố nghệ sĩ, con nuôi cố nghệ sĩ tham gia vì cô ấy vô đạo đức, xạo trá và không nghiêm túc tập luyện, cứ hát quên lời là khóc, con cảm ơn cô. Con chào cô, con là khán giả, từ nhỏ đam mê đi qua cải lương ở các cái rạp, cho nên là con rất thích là chú Minh Dương, chú Thanh Tòng, chú Vũ Linh, cô Thanh Hằng, cô Ngọc Quyền, chú Kim Tử Long và các cô chú nghệ sĩ cải lương cùng với các cô chú ạ. Hôm nay con có thấy một cái poster ngày 21 tháng 5 năm 2024, cô và chú Minh Dương có buổi diễn ở Kinh Dương Dương. Và con chỉ thắc mắc là muốn hỏi cô một điều, tại sao Hồng Loan không phải là nghệ sĩ hay là ca sĩ chuyên nghiệp, cũng không đào tạo từ trường lớp nào cả và cũng không phải là hậu duệ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, vậy mà cũng được để hình ảnh ở giữa như các nghệ sĩ lớn có tên tuổi. Con thiết nghĩ tại sao là phải mời cái người như thế, và cũng đang có nhiều tai tiếng ở trên mạng, con không biết là có biết cái điều này hay là không. Mong cô hiểu cái sự bức xúc của con, và con cũng cho rằng cũng có nhiều khán giả giống như con, và mong cô hãy tìm hiểu, đừng giận con cô nhé. Cảm ơn cô. Sau bình luận của phía bên Yeah thì hỏi nghệ sĩ Bạch Tuyết ở trong trang cá nhân thì nữ nghệ sĩ cũng đã trả lời cô không có hát ở trong cái đêm văn nghệ đó con nha. Thông tin đến con và mọi người, nghệ sĩ Bạch Tuyết đã đáp trả một cách ngắn gọn, và có lẽ đây là cái cách xoa dịu hết sức khôn khéo của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết dành cho Yeah, vì cô không muốn đôi co ở trên mạng xã hội. Bởi vì cách đây vài tháng là cô ba cũng đã từng đăng video mà cố nghệ sĩ Vũ Linh hát về một cái bài hậu quảng, ở trong đó có hát một cái đoạn là nói về Hồng Loan. Cuộc đời cứ mãi theo thời gian, thương Hồng Loan tuổi thơ nhiều ngang trái. Hôm nay đắng cay phơi bày. Lúc video được nghệ sĩ Bạch Tuyết đăng lên cũng đã nhận được nhiều ủng hộ của cộng đồng mạng. Bởi vì hiện nay phía Mốm tứ bề thọ địch, lốt
thì nhóm Tam Tây lên chống phá kinh tế, lớp thì bị phía bên mẹ con nhà Cám công kích. Nếu mà phía bóng công lên phản biện lại thì có lẽ những khán giả mới đó cũng có thể bị lung lay trước những cái phân tích đi ngược hướng này. Kính thưa quý vị và các bạn, phải nói là cái câu chuyện của mớm phải nó cũng gần đến hồi kết rồi. Cái gì, những kênh YouTube đó thì họ cũng đã dần dần rời bỏ cái drama này rồi, có thể là vì những cái trend khác nó lớn hơn, nó to hơn, cho nên là họ chuyển qua cái trend khác. Còn những cái mớm thì không được khán giả quan tâm nhiều nữa, nhưng mà chúng ta cũng hy vọng rằng mớm vẫn là luôn luôn được khán giả yêu thương, được ủng hộ trong những cái việc mà mớm đã làm. Bây giờ thấy bây giờ có thể là mớm đã là thành công gần như là 90% trong cái drama này rồi, cái gì chỉ cần là tòa phán thắng kiện đó mà thôi. Theo mình nghĩ là cái kết sẽ có hậu, còn những vấn đề khác thì quá là ok, như là ca hát kinh doanh cũng đã thành công rồi, chúng ta không bàn tới. Và phía mẹ con nhà Cám thì chúng ta đợi thôi, đợi xem sau cái drama này khi mà họ thua kiện rồi đó thì họ sẽ làm cái gì, và họ tiếp tục có đi ca hát được nữa hay là không, và chúng ta cùng chờ đợi. Bà Giai sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về cái drama Sóng Gió Gia Tộc này liên tục gửi đến tất cả quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.